Hai điều có thể các bạn chưa biết về Noka, đó là những điều gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái video này nha. Vào thời hoàng kim Noka kinh doanh điện thoại, tất cả các phân khúc khác nhau, từ phân khúc thấp nhất là những chiếc điện thoại trắng đen cho đến những chiếc điện thoại cao cấp, ví dụ như là 8800. Nhiều bạn nghĩ rằng 8800 chính là dòng điện thoại sang chảnh nhất của Nokia thì chưa phải ha, đó chính là Vertu. Vertu chính là công ty con của Nokia. Một dòng điện thoại siêu sang đình đám mà hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng nó là một cái công ty nào đó rất là sang chảnh mà ít ai nghĩ rằng nó trực thuộc Nokia. Về phần mềm thì hầu hết những chiếc điện thoại Vertu đều chạy hệ điều hành series S40, vẫn có một số chiếc thì chạy hệ điều hành series S60 và cho đến hiện tại thì nó chạy hệ điều hành Android và hiện tại thì nó không còn là của Nokia nữa, nhưng mà Nokia vẫn giữ 10% cổ phần trong Vertu. Vertu đắt tiền là nhờ vào chất liệu thiết kế cao cấp, kèm theo đó là những cái cách làm thủ công. Và một trong những đối thủ của nó chính là Mobiado. Và thương hiệu Mobiado chính là bất ngờ thứ hai về Nokia trong video này nha. Thì các bạn sẽ thắc mắc rằng thương hiệu Mobiado tại sao lại có liên quan đến Nokia? Thực ra là có, tại vì Mobiado là một cái thương hiệu điện thoại siêu sang được ra mắt vào năm 2004 và nó sử dụng những cái thiết bị của Nokia, chính là những cái ruột của Nokia. Còn về phần chế tác vỏ này kia thì sẽ là do nó làm ha, từ gỗ, từ những cái chất. Nên là hầu hết những chiếc điện thoại Mobiro đều chạy series S40 ha, cho nên là cách sử dụng của nó rất là thân thuộc. Bạn có mua Vertu hay là mua Mobiro vào thời điểm đó thì hầu hết nó cũng chỉ là giao diện S40 thôi. Rất là dễ dàng sử dụng và khi Mobiro sử dụng cái ruột của Nokia thì Mobiro sẽ đỡ được cái chi phí mà làm nên cái bo mạch nè, đỡ chi phí phát triển nè và cũng không có chịu những cái tiền bản quyền này kia ha. Và cho đến khi mà Microsoft thâu tóm mảng di động của Nokia thì khi đó Mobiro đã tự phát triển phần cứng nha, tự làm bo mạch rồi tự làm phần mềm luôn cho đến hiện tại. Các bạn có biết về hai điều này của Nokia hay không thì hãy comment phía bên dưới video ha. Và các bạn nghĩ sao về thương hiệu Mobiro và thương hiệu Vertu? Các bạn đã từng sở hữu qua những chiếc điện thoại này hay chưa thì hãy comment phía bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.